Là tổng cộng mà tôi năm cấp động tôi là 600 mấy triệu, mà tôi lấy được có mười mấy triệu tới giờ luôn. Rồi tại lúc đó bên sale á, nó có chương trình bốc thăm trúng thưởng cho những cái khách hàng cũ á, là có ưu đãi một gói hợp đồng là 180 triệu, mà ưu đãi còn có 155 triệu à, nên thấy vậy tôi mới đi ra ngân hàng thêm để ký hợp đồng. Rồi phía công ty á, đơn phương mail đơn phương rồi chi trả 3 năm, tất cả nhà đầu tư 2 triệu hết trơn. Bên bển á, học lại mình là có cuộc họp với lên phương án rồi xác nhận trả vào trong vòng 6 tháng hay 1 năm, rồi những nhà đầu tư còn có thể suy nghĩ lại rồi ký xác nhận. Ở đây đơn phương gửi rồi mình mail lại cũng không trả lời, mình điện thoại lại số điện thoại cũng không ai bắt máy chứ. Lại tới những cái chủ sở thì đóng cửa chân trả mặt bằng chân. Bên phía công ty Estate Cafe á thì chỉ có đơn phương gửi mail cho mình thôi. Mình chẳng thể nào mà mình gửi mail cho họ mà họ phản hồi lại cho mình. Có nghĩa là họ muốn sao mình gửi họ gửi cho mình thôi. Mình không có làm gì được hết. Đó. Thì xong rồi á, anh cũng có hỏi các nhân viên sale là bây giờ làm thanh lý hợp đồng cho tôi như thế nào. Thì mấy bạn sale vẫn kêu tôi cũng là người bị hại nên không có làm gì được hết. Mà liên lạc với lại Đinh Công Đạt, giám đốc Đinh Công Đạt á, thì liên lạc không được. Bắt đầu tìm hiểu về cái mô hình Estate này vào khoảng tháng 4 thì mình cũng nghi ngờ cái lợi nhuận, thì thấy đến 30%, gần 30% một năm á, thì thấy nó hơi lớn. Sau đó về thì sale có dẫn đi qua cái shop ở bên Soviet Nghệ Tĩnh á, cũng uống rồi đó, thấy chất lượng nước cũng ngon, thấy mặt bằng cũng ok, trang trí đẹp, nói chung thu hút giới trẻ. Theo đối với mình ấy, chẳng hạn mình thấy cái này có thể thu hút được giới trẻ nè, thì mình bắt đầu mình đầu tư vô. Thì nhưng mà thời điểm đó là đang bùng dịch cho nên mình nghĩ là thôi không có đầu tư dạng shop, bởi vì shop sẽ bị đóng cửa. Mình mới chuyển qua hợp đồng takeaway, thì mình mua 5 điểm bán của nó là 100 theo giá trị hợp đồng là 190 triệu, nhưng mà lúc đó nó giảm giá cho mình bởi vì rượu khánh hàng mới hay gì đó, thì nó giảm 10 triệu thì mình vô là 180 triệu. Thì mới được từ 23 tháng 6 đến 30 tháng 6 mình lãnh được 7 ngày là gốc với lãi đó. Thì sau đó qua tháng 7 thì nó gửi cái thông báo là tạm ngưng chi trả. Giờ về ngân hàng mà một tháng phải chạy tài xế mà phải cày thêm rồi làm về cái tiền làm để trả được cho ngân hàng. Tại này anh làm mà cũng giấu vợ với gia đình á, nên có không cho hay, nếu mà cho hay chắc là vợ nó ly dị chết luôn.